Wow. Diễn cảnh mẹ mang nặng đẻ đau. Đẻ, chính thức mọi người đẻ, chuẩn bị 2, 3. Gặp con. Ủa con không khóc luôn hả? Rồi biết đọc chữ không? Tôi đó. Tôi sao? Cẩn thận tôi. Cẩn thận sao? Ủa sao? Sao cái mặt nhanh vậy? Thật ra mới vòng đầu cũng không có nghi ai hết trơn á. Yeah. Ai cũng khéo léo, che đậy, kín đáo, gọn gàng. Yeah. Ông phải mặc đâu? Mặc hai áo đúng không? Xong có áo len bên ngoài nữa đúng không? Cô bé mùa đông. Cô bé mùa đông đó hả? Cô bé nóng nha. Cô bé đó không phải đâu. Không phải đâu. Bóc đúng cái bậc thầy rồi cô bé quýu à. Rồi vậy. Chùa bản lĩnh lắm á chứ. Bây giờ thật sự ra nếu như ai muốn nghĩ tôi là người ẩn danh thì cứ nghĩ. Nhưng mà thật sự ra tôi không phải là người ẩn danh. Mà nếu như nghĩ tôi là người ẩn danh thì cũng được thôi, có sao đâu. Dạ, hai câu là một. Tôi là người có tuổi và tôi sống rất là ngay thẳng. Đúng vậy, tôi chỉ có hai ý kiến muốn chia sẻ thôi. Ý kiến thứ nhất là ban đầu khi mà vào chào sống đó thì hai chị em họ lưu bên kia đã làm lơ tôi, là ý kiến thứ nhất. Ý kiến thứ hai là theo quan điểm của tôi, số 4 là số đông rồi. Và 30 triệu chia cho 4 dù gì cũng nhiều hơn là 30 triệu chia cho 5 hoặc 6. Với chúng ta, bạn An muốn chia sẻ điều gì? Em thì thường thường với em hay quan sát. Còn bên em thì gợi ý thì có quá ít rồi, em không thể dựa vào gợi ý được. Gợi ý ban đầu thì như em đi chia sẻ đó, tức là Trinh ơi Trinh, Trinh xinh đẹp lắm nhưng mà Trinh không phải là bậc thầy ẩn danh đâu nhé. Không loại hai Trinh được, bởi vì Trinh ơi Trinh là đâu biết gọi Trinh nào đâu. Bây giờ chương trình có thể nói là gọi chị Lưu à Trinh, gọi chị này chị kia đâu có hợp lý. Cho nên là em vẫn nghi là anh TT. Nãy giờ anh thấy những gương mặt mà có vẻ rất là đăm chiêu. Sau đó thì càng về sau thì gương mặt nó càng xanh hơn, xanh còn hơn cái áo nữa. Đó. Thì theo anh thì anh cũng đồng quan điểm với lại Tài, đó chính là TT.